đầu tiên mình kính gửi lời chào tất cả toàn thể anh em nhé. Đây sẽ là video cuối cùng mình làm lăng kính tặng cho anh em nha anh em. Đây là video cuối cùng nha anh em, là mình sẽ báo cho anh em là mình làm với số lượng là hết là 10 cái nha anh em. Mình tặng cho anh em là 10 cái. Nên là đây là mình vừa mới làm tối hôm qua anh em ạ. Để làm được 4 cái cho anh em nhá. Anh em. Đợt sau cùng này mình làm này kỹ hơn anh em ạ. Mình làm nó đẹp hơn. Và đợt trước mình gửi cho anh em 5 cái nè. 5, 6 cái anh em nhá. Mình gửi 6 cái đó là mình có một số lăng kính cho anh em là chỗ này là mình chưa kịp sơn đây anh em, là mong anh em về nếu mà sơn thì anh em tự sơn, còn nếu không anh em quấn lại keo nha anh em, tại vì chỗ này này mình chưa kịp sơn đây anh em, tại vì hôm đó mình cũng hết sơn rồi mọi người ạ, nên là mình chưa kịp sơn nha anh em, nên là hôm nay sẽ là video cuối cùng nha anh em. Cái này thì mình đã sơn hết rồi anh em ạ. Về chỉ cần anh em về là anh em mua một cái vòng khóa ống nước này là 5.000 một cái nha anh em. Anh em ra chỗ mà họ bán ống nhựa mềm anh em, là chỗ nào cũng có hết anh em ạ. Vòng khóa inox nha anh em. Về anh em đưa vào đây là khóa vào ống ngắm của anh em ạ. Anh em. Đây nha anh em. Cái nào cũng như cái nào nha anh em. Tròn luôn nha anh em. Cái này mình dán bằng keo AB anh em ạ. Đây. Kính trà nha anh em. Chỗ này mình đã làm cái gờ rồi nha anh em, về cứ yên tâm mà về chơi thôi. Đây anh em, đây anh em thấy không, cái nào cũng như cái nào nha anh em. Đây mình quay sơ qua thôi nha anh em. Được 4 cái nha anh em. Còn về phần nắp vít đằng sau này anh em nè. Đã về anh em tự làm nha. Nếu mà mình rảnh thì là mình cũng làm cho mọi người luôn. Nhưng mà bữa nay nhiều việc quá anh em ạ. Anh em tự làm cái nắp vịt nha. Anh em kiếm cái nắp chai nước đồ này kia hay là gì đó, vừa lọt cái mặt trong này nha, hoặc là lọt mặt ngoài cũng được anh em ạ. Bên sau anh em một cái lỗ ở đây nè, lỗ vừa tắm mắt mà mình ngắm cái ống nhòm vừa hết cỡ đây anh em, là ok nha mọi người nha. Anh em về chỉ cần đưa vào thôi, mua thêm một cái cái cụm khóa ống nước này là ok rồi nha mọi người nha. Giờ mình kết quả mình làm là tất cả là 10 cái rồi nha anh em. Chiều nay mình làm thêm một cái, tại vì mình tặng một số anh em ngoài trong YouTube đây anh em, là mình sẽ tặng thêm một cái cho anh em, là trong
tất cả là mình làm 11 cái mình tặng cho anh em nhé. Nên là mình tặng cái lăng kính này cũng là mình gửi lời cảm ơn tất cả toàn thể anh em đã giúp đỡ mình và xem video của mình hàng ngày, rồi là anh em đã liên kết với mình nha. Mình xin gửi lời cảm ơn và mình gửi tặng cho anh em là cái lăng kính nha. Còn đợt sau nếu mà anh em nào nhiều anh em cần thì mình sẽ làm thêm nha anh em. Đợt sau là mình sẽ làm thêm, là mình chỉ lấy tiền mua đồ thôi nha anh em. Đợt sau nếu mà anh em cần thì mình lấy tiền mua đồ thôi nha mọi người nha. Chẳng hạn như là một cái lăng kính này là mình gửi cho anh em là chẳng hạn như là bao ship đi, mình sẽ bao ship và mình tính cái lăng kính này là 50.000, còn là tiền ship thì 40 mấy nghìn nữa anh em ạ. Cứ cho là 50.000 luôn, là mình sẽ gửi cho anh em là anh em chỉ cần trả là 100.000 nữa anh em. Nên là buổi sau anh em nào cần thì mình sẽ làm cho anh em là với giá là 100k, tùy theo anh em cần nha. Loại ong tròn như này hay là hộp vuông ngoài này, rồi là cái ong chụp ở bên ong ngắm thôi nha anh em, tùy theo anh em cần nha. Nếu mà làm hộp vuông thì mình vẫn làm hộp vuông nha anh em, nhưng mà kiểu này nó còn vừa nhẹ hơn anh em ạ, và mình làm mình căn chỉnh nó dễ, không có cái nào mà dễ hơn cái lăng kính này đâu anh em ạ. Mình đã dùng hai loại rồi, hộp vuông nó hơi khó nữa mọi người nhé, mà ngắm nó xa nó không được mấy anh em ạ. Mình ngắm nó xa lắm anh em, nhìn mình nhìn mồi, nhất là kênh rẻ tiền như mình hay dùng ấy, là ngắm mồi nó nhỏ bé quá anh em ạ, nên là khó ngắm. Còn cái này là tha hồ anh em ngắm như là cái kiểu như là không có lăng kính luôn anh em ạ, tại vì khoảng cách nó gần rồi, mình hạ cái này gần rồi, nên là anh em cần phải làm cái nắp bịt ở sau này, ví dụ như của mình đang dùng này anh em đây. Anh em thấy không? Nhìn nó gần lắm anh em ạ, chứ không có xa đâu, ngắm như là cái kiểu như không có lăng kính luôn đấy anh em. Rồi nha, giờ mình xin kết thúc video tại đây nha anh em. Mong anh em xem video như like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em nào có cái gì đó thắc mắc mong anh em bỏ qua. Còn anh em nào mà biết làm lăng kính đồ này kia rồi đây anh em, còn mình thì mình biết gì mình chia sẻ vậy thôi nha anh em. Còn anh em nào mà biết nhiều hơn thì anh em xem cho vui nha, chứ mình không có thế này thế kia đâu anh em ạ, tại vì mình chia sẻ cho một phần anh em là chưa hiểu biết và anh em nào mà chưa có lăng kính đồ này kia thôi nha mọi người nha. Mong anh em xem video thì mong anh em thông cảm cho mình nhé. Mình biết như nào thì mình chia sẻ cho anh em như vậy thôi nha mọi người nha. Giờ mình dừng video nha, chào tất cả toàn thể anh em nha. Nói với anh em là chiều nay là mình sẽ lên đến đơn và gửi hàng cho anh em là 11 cái nha. Hôm qua mình gửi là 6 cái rồi anh em ạ, còn hôm nay mình gửi thêm 4 cái nữa, còn một cái sau cùng thì mình sẽ gửi xe cho anh em. Một số anh em trong tỉnh là mình gửi xe được nha mọi người nhé, còn ngoài tỉnh thì mình ship nha anh em. Rồi, tạm dừng video nha mọi người nhé. Ok anh em.